Mình chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Làm giàu nhanh bằng cách chơi cổ phiếu. Nhiều người tán gia bại sản vì giấu người nhà, âm thầm tự đầu tư chứng khoán. Chơi chứng khoán cổ phiếu nhằm làm giàu và nhanh nhân tài sản của mình lên nhiều lần là một trong những ý định của nhiều người trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chui vào chăn mới biết chăn có giận. Nhiều người đã trắng tay vì đâm đầu vào trò chơi mạo hiểm này như câu chuyện dưới đây. Cổ phiếu sắp tới đáy chưa anh? Em gồng sắp hết nổi rồi. Em có nên cắt lỗ không? Đó là toàn bộ tích cóp của gia đình, em không dám nói cho người nhà biết. Tôi nhận được nhiều tin nhắn như vậy do thị trường cổ phiếu liên tục giảm điểm mạnh gần đây. Rất nhiều người mua cổ phiếu, thậm chí tiền mã hóa, rồi vay tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính với hy vọng làm giàu nhanh. Khi thị trường tăng mạnh, họ khoe tăng x lần tài khoản. Tôi không thấy ai khoe lỗ, nhưng thường nhận được rất nhiều tin nhắn hoảng loạn mỗi khi thị trường downtrend trong xu hướng giảm. Sử dụng đòn bẩy tài chính, margin, giao dịch ký quỹ hay vay tiền đầu tư là những công cụ của thị trường. Bản chất không xấu. Tuy nhiên, người chơi phải biết mình đang làm gì, có sức chơi, có sức chịu hay không. Nếu không, dễ bị công cụ chơi lại. Nhìn về triển vọng của thị trường cổ phiếu Việt Nam, không khó để nhận ra rằng, với kỳ vọng tăng trưởng trên 5% của Ngân hàng Thế giới mới đây, sự ổn định về chính trị và sức hút về tiềm năng trở thành một công xưởng sản xuất của thế giới ở ASEAN, Việt Nam vẫn sẽ là điểm sáng trong mắt nhà đầu tư quốc tế và các cổ phiếu niêm yết của Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Những trở ngại trước mắt về trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, các cuộc thanh lọc thị trường chỉ là vấn đề trong ngắn hạn. Không ai có thể phủ nhận áp lực đối với lãi suất và tỷ giá khi Mỹ đang trong xu hướng tăng lãi suất. Tiền không còn rẻ và áp lực lạm phát là rõ. Nhưng đây không phải là lúc tận thế và Việt Nam đang ở vị trí tương đối tốt để đương đầu. Việt Nam còn không gian để tăng chi tiêu công và sự hồi phục sau dịch Covid-19 của nền kinh tế vào năm 2021 tạo ra một khoảng trống dư địa về tăng trưởng việc làm, du lịch để chống chịu với khó khăn. Nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn có dòng tiền và khả năng chống chịu, thậm chí tăng trưởng tốt với các xu thế mở cửa kinh tế, tăng xuất khẩu, đầu tư công và chuyển đổi số. Một vài cổ phiếu tốt mà tôi chú ý không giảm giá mạnh. Vấn đề ở chỗ, những cổ phiếu đó không giảm mạnh, cũng không tăng quá nhanh kiểu x lần thì không phải khẩu vị cho những bạn muốn tìm nhóm cổ phiếu lên nhanh, xuống mạnh như cổ phiếu họ nhà FLC để đầu cơ. Ngay cả sau khi tin chủ tịch FLC bị bắt, vẫn có một lượng lớn tiền vào bắt đáy các cổ phiếu này. Không phải ai cũng biết kiểm soát lòng tham của mình và vì vậy chuyện thua lỗ, bán tháo cùng biết bao sự việc đau lòng do mất trắng tiền của gia đình cũng từ đây mà ra. Chứng khoán, bất động sản hay tiền mã hóa, thứ nào cũng vậy. Đầu tư vững chắc sẽ có thể kiếm tiền, còn vay nợ đánh vào những cửa đầu cơ thì cũng không khác gì cờ bạc. Trong dịp tham dự diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 2022, tôi gặp một nhà đầu tư trẻ khá thành công. Bạn chỉ ra rằng cách đầu tư chắc ăn, chọn cổ phiếu tốt, giữ dài hạn mà tôi thường khuyến khích không đủ để những người lương 8 đến 10 triệu đồng ở một thành phố lớn đổi đời. Bao giờ chúng em mới có thể mua nhà được nếu đầu tư như anh? Tăng tài khoản vài lần sau chục năm là quá chậm, nhất là với vốn nhỏ, bạn nói. Vì vậy, đặt cược hay mua kiểu xổ số các cổ phiếu đầu cơ hoặc tiền mã hóa, những thứ có thể tăng mạnh là cách có vẻ hợp lý nhất. Ai bắt đúng sóng và thoát ra kịp thời thì vẫn kiếm được tiền. Nếu bị kẹt mà vẫn cắt lỗ được thì vẫn ổn. Nói cách khác, đây chỉ là một khẩu vị đầu tư rủi ro cao trong muôn vàn khẩu vị đầu tư của thị trường. Tâm lý làm muốn giàu nhanh còn nằm ở sự chênh lệch giàu nghèo của xã hội và ở sức ép, động lực phải thể hiện mình với bạn bè cùng trang lứa của không ít bạn trẻ. Đây là một vấn đề xã hội chứ không đơn giản là giáo dục tài chính cá nhân hay chỉ cho người ta phương pháp đầu tư đúng, ít rủi ro. Câu hỏi, bao giờ cổ phiếu chạm đáy hay lúc nào nên cắt lỗ không bao giờ có câu trả lời chính xác. Nhưng cũng không quá khó để nhìn thấy những người đang dần rơi vào cái bẫy của giấc mộng giàu nhanh khi họ liều lĩnh, chơi với những công cụ đầy rủi ro trong khi chưa trang bị đầy đủ kiến thức. Không ai biết trước một thương vụ đầu tư sẽ lời hay lỗ. Vấn đề ở đây là tính toán như thế nào. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo nếu sai thì có thể cắt lỗ và nếu lỗ hết khoản đầu tư đó cũng không ảnh hưởng lớn đến gia đình, bản thân và còn có thể làm lại. Với đa số những nhà đầu tư thành đạt trong ngành tài chính, ngân hàng mà tôi biết, câu chuyện chỉ có vậy.
nhất thân, nhì quen. Thực trạng y tế báo động tại Việt Nam khiến nhiều người dân khốn khổ. Có lẽ tôi là một trong số ít người nước ngoài ở Việt Nam hiếm khi đi khám ở bệnh viện tư hay bệnh viện quốc tế. Tôi thường tới các bệnh viện trung ương, bệnh viện tuyến đầu của Hà Nội. Tôi biết bác sĩ ở đây rất giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Gần đây tôi muốn khám xương khớp. Tôi gọi cho một người bạn Việt Nam xem bác sĩ nào giỏi ở các viện tuyến đầu để tôi tới đó khám. Bạn tôi không chỉ giới thiệu mà do biết tôi ngần ngại còn nhanh tay điện thoại cho bác sĩ hẹn lịch luôn cho tôi. Có quen biết và còn là một đại sứ, tôi được khám tận tình, chu đáo, nhanh chóng. Bác sĩ kê đơn thuốc tốt và bệnh của tôi thuyên giảm. Khi nhập viện, tôi thấy y bác sĩ luôn hỏi các bệnh nhân, người nhà đâu, thế không có người nhà đi cùng à? Người nhà sẽ chạy đôn chạy đáo đi nộp tiền viện phí, đi lấy kết quả xét nghiệm, kiêm luôn việc chăm nom bệnh nhân nặng. Và người nhà phải làm công việc quan trọng nhất là thiết lập quan hệ với y bác sĩ để được lưu tâm hơn. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Ở các bệnh viện nước ngoài, người nhà bệnh nhân được mời ra ngoài đầu tiên. Thân nhân không được phép vào, trừ những giờ thăm theo quy định. Ở Việt Nam, không có người thân hay không biết gọi điện cho người thân là mọi việc dễ gặp khó khăn, không chỉ trong lĩnh vực y tế. Trong lĩnh vực hành chính, nhất thân, nhì quen cũng trở thành thông lệ. Từng làm đại sứ nhiều nơi, tôi biết ở nước ngoài nếu thật sự thân quen, bạn cũng được ưu tiên hơn nhưng không thể nhanh chóng và khác biệt như ở Việt Nam. Tôi suy nghĩ mãi về điều này, tại sao nhất thân, nhì quen lại phổ biến ở Việt Nam hơn ở nhiều nước khác? Có một số nguyên nhân, trong đó có văn hóa duy tình thấm rất sâu trong lòng xã hội Việt Nam. Người Việt vốn duy tình, tức là chú trọng phương diện tình nghĩa hơn các khía cạnh khác trong mọi vấn đề. Người Việt có câu, một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Tôi biết, một số cơ quan Việt Nam vẫn có xu hướng chọn lựa nhân sự theo góc độ tình cảm. Những cán bộ gắn bó hàng chục năm với cơ quan thường được xem là lão làng, thậm chí được đưa con cháu vào hưởng suất thế chỗ khi họ nghỉ hưu. Ai cũng hiểu, nghĩa cử ấy là tốt nếu người được tiếp nhận có đủ năng lực cần thiết để đáp ứng công việc. Nhưng không thiếu trường hợp, người tuyển chọn vẫn vì tình cảm mà bỏ qua khía cạnh này, khiến bộ máy có nhiều cán bộ thiếu trình độ. Cách giải quyết theo kiểu tình đi trước lý như vậy có thể chỉ phù hợp với một giai đoạn nhất định. Trong bối cảnh một xã hội hiện đại và ngày càng hội nhập, mọi thứ sẽ phải khác đi mới hiệu quả được. Nhà nước Việt Nam cũng đang nhấn mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền, nghĩa là mọi công việc được giải quyết trên cơ sở luật pháp, chứ không phải trên quan hệ thân hữu. Vấn đề là làm thế nào để thực sự có xã hội pháp quyền khi văn hóa thân quen vẫn ăn sâu bám rễ như hiện nay. Tôi cho rằng quan trọng nhất là giáo dục. Tận dụng quen biết để giành lợi thế cho mình là phản ứng tự nhiên của con người nói chung. Vì thế, ở các quốc gia phát triển, các khóa học liên tục được triển khai trong các cơ quan, công ty nhằm đào tạo cán bộ về quy tắc đạo đức. Trong đó, việc tạo điều kiện cho quan hệ thân hữu và thiên vị cá nhân không được chấp nhận. Tôi chưa thấy giáo dục về việc này được đẩy mạnh trong các cơ quan, công sở ở Việt Nam. Tận dụng sự thân quen vẫn được coi như chuyện thường ngày ở huyện, thậm chí được chọn là đường tắt để giải quyết các vấn đề khó. Một số cá nhân có quan hệ sẽ được hưởng lợi từ cách làm này, nhưng toàn bộ hệ thống thì không thể tiến lên bằng đường tắt. Một xã hội phải được duy trì theo nguyên tắc pháp trị, duy lý và bình đẳng giữa các công dân. Giáo dục là biện pháp đi trước, giám sát là biện pháp đi sau. Hai chân này giúp Việt Nam xây dựng hệ thống pháp quyền bền vững và vận hành xã hội hiệu quả. Tôi tin chắc rằng khi Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập sâu hơn nữa, thói quen này sẽ dần dần thay đổi.